Ta Cha Hảo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp tiếng Trung qua phim phần 75. Ê, nhìn kìa, nói rồi nói rồi lại rồi. Ê, cáo sự một cái hảo tin. Bố ba sẽ cho tôi 350 vạn, cái 500 vạn chỉ rất khả đại. Anh em, tôi muốn cùng anh đánh một trận. Anh em có như các bạn thế đánh không? Ê, nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa, lại gần rồi. Sao vậy? Đây là, chính là. Ê, anh vừa vào cửa như ăn thuốc giải độc vậy, làm gì? Chính là. 趁我们意识清醒，你赶紧把话说清了，省得我们死得不明不白的。何小北，哎，走走走，有话慢慢说，有话慢慢说啊。哎，要是我们真做了什么对不起你的事儿，有什么对不住的地方，你说出来，我们绝对跟你赔不是，绝对给你道歉。你看，说着说着就来了。你看 ，Sam này đang nói chuyện thì anh ấy đến rồi. Anh nhìn xem, 说着说着 có nghĩa là đang nói.Thì xuất hiện một tình huống nào đó. Động từ thêm trơ, sau đó lặp lại. Chỉ đang thực hiện hành động nào đó, bỗng nhiên xuất hiện tình huống khác. 我们走着走着就下雨了. Chúng tôi đang đi thì trời đổ mưa. 刚才他看电视, 看着看着就睡着了. Hồi nãy anh ấy xem TV, đang xem thì ngủ lúc nào không hay.Cao su nỉ cơ hảo xeo xì ạ. Nói cho anh biết một tin tốt. Xeo xì, tin tức. Của ba giao kể của san bãi ủ sứ quan. Ba tôi muốn cho tôi 3.5 triệu. Trơ ủ bài quan trừ rư khở tai là 5 triệu này ở trong tầm tay. Trừ rư khở tai ở trong tầm tay. Xương tị, của sàng cân nỉ tả cơ sang lẹng. Này anh em định thương lượng với anh. Tà cơ sang lẹng, thương lượng. Xiong ti, xiong ti dầu xiang nỉ mình trơ mà tăng tờ mà. Anh em, có ai làm anh em giống như các người không? Xiang, giống, tăng, làm. Nì khan, nì khan, nì khan, hãy lại chinh là sơ. Xem kì, xem kì, xem kì, hăng thế kia. Hãy lại chinh là sơ, hăng thế kia.怎么了？这是 sao vậy? Việc này là sao? 就是你这一进门就跟吃了枪药一样，干嘛呀？ Đúng vậy mà, anh vừa vào nhà thì thái độ ngang ngược, sao vậy? 吃枪药 có nghĩa là ăn thuốc súng, ở đây chỉ ngang ngược. 趁我们意志清醒, nhân lúc chúng tôi còn tỉnh táo, 趁nhân lúc意志ý chí, chinh xịn, tỉnh táo. Nì cảnh chín bà hoa xô chinh là anh nhanh chóng nói rõ ràng. Sần tờ, của mình sư tờ, bù miễn bù bãi tờ, để chúng tôi khỏi phải chịu oan. Sần tờ, để khỏi phải, để tránh khỏi. Sư tờ, bù miễn bù bãi, chết không rõ ràng, chịu oan. Hở xáo bệ, Hà Tiểu Bắc. Chầm mơ, chầm mơ, chầm mơ.Sao sao sao? Dầu hoa man man xua, dầu hoa man man xua. Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Giao sư, 我们真做了什么对不起你的事? Nếu như thật sự chúng tôi đã làm việc gì có lỗi với anh. 对不起, xin lỗi, có lỗi. 对不起你的事, việc có lỗi với anh. Dầu 什么对不住的地方, có chỗ nào không phải?对不住, không phải, không xứng đáng, có lỗi. 你说出来, anh nói ra. 我们绝对给你赔不是. Chúng tôi tuyệt đối nhận lỗi với anh. 赔不是, nhận lỗi, chịu tội. 绝对给你道歉, tuyệt đối xin lỗi anh. 道歉, nói lời xin lỗi. 何小兰在给我未来丈人做特别助理, 你们知不知道?知道，我无话好说。什么叫无话好说？怎么就会无话好说？有话好好说，别动手动脚。何小楠千方百计的算计我，你们倒好啊！一天到晚的领着我的薪水，还等着看我的笑话。何小楠，我一路的栽培你，不是你一句话好说就能了事儿的。何小楠在给我未来丈人做特别助理，
Hà Tiểu Nam đang làm trợ lý đặc biệt cho ba vợ tương lai tôi. Quay lại, vị lai, tương lai, Trang Rỉnh, ba vợ, trưởng nhân. Nì mình chư bù chư tao, chư bù chư tao, các người có biết không, có biết không? Quò ủ hoa hào xua, em không có gì để nói. Sẩm mà chèo ủ hoa hào xua, cái gì là không có gì để nói? Chẩm mà chiêu huy ủ hoa hào xua, sao lại có thể không có gì để nói? Dù hoa hào hào xua, bỉa tôn sổ tôn chảo, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Hở xèo nán chen phang bài chi tờ, xoan chi quả. Hà Tiểu Nam trăm phương ngàn kế ngấm ngầm mưu hại tôi. Chen phang bài chi, trăm phương nghìn kế. Tờ, trợ từ, xoan chi, ngấm ngầm mưu hại. Nì minh tao hạo, các người hay thật. Tao hạo, ở đây chỉ khen ngược, tỏi bất mãn. Y thiên tao hoàn tờ, liền trở của tờ xin suy, suốt ngày lãnh lương của tôi. Y thiên tao hoàn, suốt ngày, liền, lãnh, xin suy, tiền lương. Hải tận trở, khan của tờ xeo hoa, còn đợi cười nhạo tôi. Khan xeo hoa, cười nhạo. Hở xéo bệ, quò dĩ lưu tờ, trai phẩy nị. Hà Tiểu Bắc, suốt thời gian dài, tôi đào tạo em. Ý lưu, suốt cả đoạn đường, trai phẩy, đào tạo. Bú sư, nì ý chư, ủ hoa hào xua, chiêu nửng liệu sư tờ. Không phải một câu, không có gì để nói của em là có thể xong chuyện. Ý chư, một câu, liệu sư, xong chuyện, kết thúc sự việc. Trinh Xuyên, 小北也是无可奈何。 你也不是一个什么好东西， 你一天到晚的跟我称兄道弟， 亏我一心还要把公司给你， 我怕你时间不够， 怕你能力不足， 我等你， 我等你凑够了钱， 把我辛辛苦苦搞起来的公司给你， 你呢？ 俊贤，小北也是无可奈何。 东贤，Tiểu Bắc cũng không biết làm thế nào。 Ủ khờ nai hở, không biết làm thế nào. Nǐ yě bú shì yī gè shěnme hào dōng xì, em cũng chẳng tốt lành gì. Hào dōng xì, ở đây chỉ người xấu. Nǐ yī tiān dào wǎn de gēn wǒ chēng xiōng dào dì, em suốt ngày xưng anh xưng em với tôi. Chēng xiōng dào dì, xưng anh xưng em. Kuì wǒ yī xìn hǎi yào bǎ gōng sī gěi nǐ, uổng công tôi một lòng muốn giao công ty cho em. Khuy, uổng công. Y xin, một lòng. Wǒ pā nǐ shí jiān bù gòu, tôi sợ em không đủ thời gian. Pā nǐ nèng lì bù zǔ, wǒ těng nǐ, sợ năng lực em không đủ, tôi đợi em. Wǒ těng nǐ chòu gòu lè qián, tôi đợi em gom góp đủ tiền. Chòu gòu qián, gom góp đủ tiền. Bả wǒ xin xin khủ khủ cáo chỉ lại từ công sư kỹ nị, giao cho em cái công ty mà tôi cực khổ gây dựng nên. Xin xin khủ khủ, rất là cực khổ. Cáo chỉ lại, gây dựng thành công. Gây dựng nên. Nì nà, còn em thì sao? Nì chứ sẵn khổ? Nì chú là hồi chứ hơ vãn lợ. Nì vây chơi công sư phụ chú qua sẵn mà. Chà bè, bè xua. Gà mà bù răng xua. Nì mấy khăn nhìn thà đào xa rỡ lợ mà. 我告诉你为什么，我没有办法忍受我自己的好兄弟背叛我，我都没法形容，我被自己好兄弟从背后捅一刀的感觉。我们没有背叛你，你是我们俩的老板，我们怎么敢背叛你呢？你吃什么苦啦？ ăn cực khổ cái gì chứ? 你除了会吃喝玩乐， anh ngoại trừ biết ăn uống vui chơi ra. Chủ là ngoại trừ ra. Nì quay cho cái công sư phụ chu của sẩm mà. Anh đã làm được gì cho công ty này? Quay cho vì phụ chu bỏ công bỏ sức, hy sinh. Xiao bề bỉa xô là Tiểu Bắc đừng nói nữa. Canh mà bổ răng của xô, tại sao không để cho em nói? Nì mỹ khan chen tha tô giao sa rỉnh lơ mà. Anh không nhìn thấy anh ta sắp giết người rồi sao? Sa rỉnh, giết người.
我告诉你为什么，anh nói cho em biết tại sao. 我没有办法忍受我自己的好兄弟背叛我。Tôi không thể nào chịu đựng được những người anh em tốt của tôi phản bội tôi. 没有办法, không có cách, không thể nào忍受, chịu đựng. 好兄弟, anh em tốt,背叛, phản bội. 我都没法形容我被自己好兄弟从背后捅一刀的感觉。Tôi không thể nào hình dung cái cảm giác bị những người anh em tốt đâm một dao từ sau lưng. Xỉn rủng, hình dung. Chủng bê hộ, từ sau lưng. Thùng y tao, đâm một dao. Càng chữa, cảm giác. Của mình, mỹ dục bê phan nị. Bọn em không có phản bội anh. Nì sư, của mình là ta lão bạn. Anh là ông chủ của hai tụi em. Của mình, chẳng mà càng bê phan nị nơ. Chúng em làm sao dám phản bội anh. 知情不报就是背叛，知道吗？我二姐做什么，我父母都管不了。你期待我三姐夫能做什么？一年365天，一天24小时，我们总不能看着她吧？你们两个人恩怨，你扯到我们局外人身上干嘛？你暴跳如雷冲我们了，我们招谁惹谁了？知情不报就是背叛，知道吗？ Biết rõ tình hình mà không báo là phản bội, biết không? 知情不报 biết rõ tình hình mà không báo.我二姐做什么？姐hai em làm cái gì? 我父母都管不了。Ba mẹ em cũng quản không được. Quản不了。Quản không được, không thể nào quản được. 你期待我和三姐夫能做什么? Anh mong đợi tôi và anh rể có thể làm gì? 期待, mong đợi. 一年365天。Một năm 365 ngày. Y thiên 24 小时. Một ngày 24 tiếng đồng hồ. Wo men zong bu neng kan zhe ta ba. Chúng em luôn không thể trông chừng cô ấy. Zong bu neng, luôn không thể. Ni men liang ge ren de en yuan, en oán giữa hai người. En yuan, en oán. Ni che dao wo men ju wai ren shen shang gan ma. Sao anh lại kéo người ngoài cuộc như tụi em vào? Trở, lôi, kéo, chỉ quay rỉnh, người ngoài cuộc, sân sang, trên người. Nì bao theo rủ lễ, chung của mình lại. Anh lồng lộn xông vào chúng tôi. Bao theo rủ lễ, lồng lộn, nổi trận lôi đình, chung xông vào. Của mình trao sủy, rờ sủy là tụi em xin xử với ai? Trao sủy rờ sủy, xin xử với ai, chọc ai, ghẹo ai. 小北说的没错，二姐向来独来独往，她不卖豪宅跑到雷市去上班，这事儿我们也完全被蒙在鼓里。等我们知道的时候，木已成舟。我没有要求你们有什么作为，就告诉我一声，告诉我一声有那么困难吗？你让我们怎么开口？不好开口，不好开口就好意思在我面前装聋作哑？Xiao Bei shuo de mei chuo, Tiểu Bắc nói không sai. Er jie xiang lai tu lai tu wang, chị hai trước giờ đi đi về về một mình. Xiang lai, từ trước đến giờ, tu lai tu wang, đi đi về về một mình. Tha pu mai hảo trải, phao tao lai sư qu shang ban, cô ấy không bán nhà ở sang trọng, đến nhà họ Lôi làm việc. Hảo trải, dinh thự, nhà ở sang trọng.Nhà ở cao cấp. Chơ sư, wo men ye wan quan bei mẫn zai gu li. Việc này chúng em cũng hoàn toàn mù tịch. Wan quan bei mẫn zai gu li, hoàn toàn mù tịch, hoàn toàn không hay biết gì. Tẩn wo men zhi dao de shi hou, mu yi cheng zhou. Đến khi chúng em biết thì ván đã đóng thuyền. Mu yi cheng zhou, ván đã đóng thuyền.我没有要求你们有什么作为。Tôi không có yêu cầu hai người có hành động gì. 要求, yêu cầu, 作为, ở đây chỉ hành động. 就告诉我一声, nói cho tôi biết một tiếng. 告诉我一声, dù nó mà khuyên anh mà. Nói cho tôi biết một tiếng, có khó khăn như thế không? 一声, một tiếng, khuyên anh, khó khăn.
你让我们怎么开口？anh bảo tụi em nói như thế nào? Khai khẩu, mở miệng, nói. Bù hào khai khẩu, khó nói à? Không dễ nói à? Bù hào khai khẩu, chiêu hào y sư, trai của miên chén trang lũng chua giả. Khó nói, nhưng mà lại không ngại, giả câm giả điếc trước mặt tôi à? Hào y sư, không ngại. Chú ý phân biệt với từ bù hào y sư. Bù hào y sư có nghĩa là ngại. Hào y sư là không biết ngại, không biết mắc cỡ, mặt dạng mày dày. Miên chén, trước mặt, trang lũng chua giả, giả câm giả điếc. 你们知不知道何小南在雷氏企业到底在做什么？他不是雷晴天的特别助理吗？特别助理，何小南在跟雷晴天谈情说爱，他居然在跟雷晴天谈恋爱！你说什么？不可能！你们知不知道？các người có biết không? Hở Xiao Nan tại Lễ Sư Chỉ Ye, tao tỷ tại chỗ sao mà? Rốt cuộc Hà Tiểu Nam đang làm gì ở công ty nhà họ Lôi? Tao tỷ, rốt cuộc. Tha Phú Sư Lễ Chính Thiên Tờ Thơ Bế Chu Lì Ma, chị ấy không phải là trợ lý đặc biệt của Lôi Kình Thiên sao? Hở Xiao Nan tại kinh Lễ Chính Thiên Thản Chính Sô Ai, Hà Tiểu Nam đang tình tử với Lôi Kình Thiên. Thản chỉnh sô ai, tình tử. Tha truy rãn trai kinh lễ chỉnh thiên thả lên ai. Cô ấy lại có thể yêu đương với Lôi Kình Thiên. Truy rãn, lại có thể, không ngờ lại, biểu thị bất ngờ. Thản lên ai, yêu đương. Nì sô sầm mơ, bù khờ nẫn. Anh nói cái gì, không thể nào. Tôi nói 他居心叵测地照顾我未来丈人，从生活到工作，从国内到欧洲，他一心讨好雷晴天，巴结蕾蕾，在他们父女面前装成一副现代好淑女的温婉形象，就是为了报复我。我告诉你 ，Don't know your ambition， 他居心叵测地照顾我未来丈人 ，cô ta bụng dạ khó lường。Chăm sóc bà vợ tương lai của tôi. Chư xin phù thơ, bụng dạ khó lường. Tơ, trợ từ. Quay lại, vị lai, tương lai, trang rỉnh bà vợ. Chủng sân hóa tao công chua, chủng của này tao Âu Châu. Từ cuộc sống cho đến công việc, từ trong nước cho đến châu Âu. Tha y xin thảo hào lấy chính thiên, ba trẻ lấy lệ. Cô ấy một lòng lấy lòng Lôi Kình Thiên, nịnh nọt Lôi Luy. Y xin một lòng thảo hạo lấy lòng ba chế nịnh nọt toan hót. Trai tha mình phụ nữ miền chén trang trần y phụ xin tai hảo su nữ tờ huynh hoàn xỉn xiang. Giả bộ dáng vẻ diệu huyền của một người con gái thùy mị thời nay trước mặt cha con họ. Miền chén trước mặt trang giả bộ trần thành phụ lượng từ của xỉn xiang hình ảnh, xen tai hiện đại, su nữ thục nữ con gái thùy mị, huynh hoạn diệu hiền xỉn xiang hình ảnh, chiêu sư quay là bao phu wo chính là vì muốn báo thù tôi, quay là vì để. 让我在他面前无法抬头。明白了，明白什么是最毒妇人心了。何小南就在用最恶毒的手段在报复我，可是他凭什么呀？当初何小南跟王翔一次又一次的羞辱我的尊严，我有说什么吗？我哑巴吃黄连，我把所有的苦都吞到自己肚子里了。就因为我现在找了一个富家千金，就因为我让天下企业起死回生了，我事业感情一帆风顺，和
何小楠就能心里不平衡，看着不顺眼来扮演一下复仇者的角色？我请你们拍一拍良心，说一句公道话。站在一个男人的角度，一个公平的立场，告诉我，谁才是这场失败婚姻的受害者？说话呀！让我在他面前无法抬头，你都không thể nào ngẩng đầu lên ở trước mặt cô ấy. 抬头，ngẩng đầu. Miệng bài là hiểu rồi hả? Miệng bài, 什么是追赌妇人心啦？Đã hiểu thế nào là lòng dạ độc ác của đàn bà rồi chứ? Truy tủ phu rỉnh xin, lòng dạ độc ác của đàn bà. Hở xào nản, chiêu gia dung truy ơ tủ thật sổ toan, trai bao phu hộ. Hà Tiểu Nam đang trả thù tôi bằng thủ đoạn độc ác nhất. Dùng bằng truy ơ tủ độc ác nhất, sổ toan thủ đoạn, bao phu, trả thù trả đũa. Khờ sư tha phiến sập mà nha. Nhưng mà cô ấy dựa vào cái gì chứ? Tăng chu hở xào nản kinh quảng sáng ý sư yêu ý sư tờ siêu rũ của tờ chân diễn. Trước đây, Hà Tiểu Nam và Vương Tường đã xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi hết lần này đến lần khác. Tăng chu lúc ban đầu, trước đây ý sư yêu ý sư hết lần này đến lần khác. Siêu rũ, hạ nhục, sỉ nhục. Chuyên diễn, tôn nghiêm, danh dự nhân phẩm. Quả dầu xô sấm ma ma, tôi có nói gì không? Quả dạ ba chư hoảng liễn, quả bà sổ dầu tơ khủ, tôi thuân tao chư chỉ tu chư lì lợ. Tôi khổ mà không nói được, đều nuốt hết tất cả cay đắng vào trong lòng. Dạ ba chư hoảng liễn, kẻ câm ăn phải hoàng liên là vị thuốc rất là đắng trong đông y. Người câm sau khi ăn trúng hoàng liên cảm thấy rất đắng, muốn nói mà nói không được. Sổ dầu tơ khù, tất cả những cây đắng. Thuân, nuốt, tu tự, bụng. Thuân tao tư chỉ tu tự lì lạ, nuốt vào trong bụng. Chiều yên quê của sen trại trào lấy cơ phụ gia chiên chiên. Bởi vì bây giờ tôi đã tìm được cô gái con nhà giàu. Phụ gia, nhà giàu, chiên chiên, thiên kim tiểu thư, con gái. Chiều yên quy của rằng thiên xa chỉ dễ chỉ sự hủy sân lơ. Bởi vì tôi đã làm cho công ty thiên hạ chết đi sống lại. Chỉ sự hủy sân, chết đi sống lại. Của sư dê cản chính y phan phân xuân. Sự nghiệp và tình cảm của tôi thuận bườm xuôi gió. Sư dê, sự nghiệp, cản chính, tình cảm, y phan phân xuân, thuận bươm xuôi gió. Hở xèo nán chiêu nẫn xin lì bu phỉnh hẳn, khan trở bú xuân diện, lại ban diện ý xa phu chủ trở thơ chuyển sơ. Hà Tiểu Nam lại có thể trong lòng không cân bằng, nhìn chướng mắt, đến diễn cái vai người phục thù. Phỉnh hẳn, cân bằng, thăng bằng. Bú xuân diện, chướng mắt. Ban diện, diễn, đóng vai. Phu chủ trở, người phục thù, kẻ phục thù. Chuyển sơ, vai. Quả chính nì mân, pai y pai liễn xin, sủi chư cung tạo hoa. Các người hãy tự vấn lương tâm, nói một câu công bằng. Pai y pai liễn xin, tự vấn lương tâm. Cung tạo, công bằng. Chan trai ý cơ nản rỉnh tờ chèo tu, đứng ở góc độ của một người đàn ông. Chan trai đứng ở chèo tu, góc độ. Dĩ cơ cung phiển tờ ly trạng và một lập trường công bằng. Cung phiển công bằng, ly trạng lập trường. Cao su wo, sui cải sư trơ tràng sư bại huynh yên tờ sâu hai trở. Nói cho tôi biết ai mới là kẻ bị hại trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Trạng, ở đây là lượng từ của huynh yên hôn nhân. Sư bại, thất bại. Trơ tràng sư bại huynh yên, cuộc hôn nhân đổ vỡ này, sâu hai trở, người bị hại, kẻ bị hại. Sô hoa gia, nói đi. Chính quan đàn đoàn gia vụ sở, thì đừng quên nản tôi. Nên tôi muốn cùng ai tìm cái công đạo? Tôi chỉ có thể làm được đánh phá sổ ma quảng cáo,
你打碎了我牙，我可以往肚子里咽，因为她是我二姐。可其他的，我没法跟你做任何保证。清官难断家务事，chuyện nhà phức tạp người ngoài sao hiểu. Thiên quan thanh quan người làm quan liêm chính, nản toan khó phán đoán, khó phân xử, gia u sư việc nhà. Nì chiêu bỉa quỷ nản của mình là anh đừng làm khó tụi em nữa. Quỷ nản làm khó. Na hồ giao kinh sĩ trào cho cái cung tao, vậy thì tôi phải tìm lẽ công bằng này với ai? Quả trừ nững chua tao, tạ bu hoãn sầu, ma bu hoãn khổ. Em chỉ có thể làm được bị đánh mà không đánh trả, bị chửi mà không chửi lại. Tạ bu hoãn sầu, bị đánh không đánh lại. Ma bu hoãn khổ, bị chửi không chửi lại. Ní tạ suy là quả tờ giả, anh đánh gãy răng của em. Tạ đánh, suy vỡ vụn, tan nát. Quả khởi dị hoàng tu xử lý dên, em có thể nuốt vào trong bụng. Hoàng, về phía, chỉ phương hướng của động tác. Dên, nuốt. Dinh quê, tha sư của ơ chịa, bởi vì chị ấy là chị hai của em. Khờ, chỉ tha tờ, nhưng những thứ khác. Chỉ tha tờ, những thứ khác, những thứ còn lại. Quả mấy phà kinh nị chỗ rên hở bảo trân, em không thể bảo đảm với anh điều gì. Mấy phạ, không có cách, không thể. Rên hở, bất kỳ, bất cứ, bảo chân, bảo đảm. Chuyên xin, cái mà chúng ta không phải không muốn giúp, chúng ta thật sự không giúp được. Hắn. Đây chính là tôi Dương Jun Xian của hảo huynh đệ. Đây chính là tôi lấy tâm giao bạn giao ra kết quả. Jun Xian, chớ cái mạng của mình phủ sư bù xiang băng. Tuấn Hiền, việc này không phải là tụi em không muốn giúp. Chớ cái mạng, việc này. Wo men shi zhen de bang bu shang. Chúng tôi thật sự không thể giúp được. Bang bu shang, không thể giúp được. Chớ jiu shi wo yang Jun Xian de hao xiong di ya. Đây chính là anh em tốt của Dương Tuấn Hiền tôi. Chớ jiu shi wo na zhen xin jiao peng you jiao chu lai de jie guo. Đây chính là kết quả mà tôi đã lấy tấm chân tình để kết bạn. Na zhen xin, lấy tấm chân tình. Jiao peng you, kết bạn. Jiao chu lai de jie guo, kết quả có được sau khi kết bạn. Shi ni men xian bu yao wo de. Bu yao wo zhe ge xiong di shi ba? 何小南不让我好过，我也没有必要再做一个谦谦君子了。一个星期之内，准备好500万现金办理国货，否则我就让天宇公司关门倒闭。 好， 是你们先不要我的。 Được là các người không cần tôi trước. 不要我这个兄弟是吧？ Không cần người anh em như tôi, đúng không？Hở xào nản bổ răng của hào cô. Hà Tiểu Nam không cho tôi sống thoải mái. Hào cô, sống thoải mái, dễ sống. Hổ dễ mẻ dụ bi yào, tôi cũng không cần thiết. Chai chô y cơ chen chen chuyên tử là làm người quân tử khiêm tốn nữa. Chai chô làm nữa, làm tiếp. Chen chen chuyên tử, người quân tử khiêm tốn. Y cơ sinh chi trư này, trong vòng một tuần, trư nay, trong vòng, nội trong. Chuẩn bị hào 500 xiên chín, ban lì quô hù. Chuẩn bị xong 5 triệu tiền mặt làm thủ tục sang tên đổi chủ. Xiên chín, tiền mặt hiện kim, ban lì quô hù, làm thủ tục sang tên đổi chủ. Phù trở, hồ chiêu răng thiên dụ công sư quan mẫn tạo bi. Nếu không, tôi sẽ làm cho công ty Thiên Vũ đóng cửa sập tiệm. Phù trở, nếu không, quan mẫn tạo bi, đóng cửa sập tiệm. 1个月行不行?1个月之内行不行?不好意思,我忘了告诉你,我没有算利息。1个星期之内,准备好550万摆到我面前,否则,大家走着瞧!俊贤,有话好好说俊贤。
一个月行不行？một tháng có được không? 一个月之内行不行？trong vòng một tháng có được không? 不好意思，我忘了告诉你了。ngại quá, tôi quên nói cho em biết. 我没有算利息, tôi không có tính tiền lãi. 算tính利息, tiền lãi. 一个星期之内, trong vòng một tuần. 准备好550万摆到我面前。Chuẩn bị 5 triệu rưỡi để trước mặt tôi. Bài, bày biện, để. Phù trở, ta gia chậu trở chảo. Nếu không thì hãy đợi xem. Chậu trở chảo, hãy đợi xem, hãy đợi đấy. Chuyên xiển, dụ khoa, hào hào xua. Chuyên xiển, Tuấn Hiền, có gì từ từ nói. Tuấn Hiền. Chúng ta chào ai rỡ ai? Bài vô cùng yêu tổ chức 50万. 一下要多出50万，这200万我上哪儿找去？我们招谁惹谁了？ mình đã gây sự với ai？ 平白无故又多出50万， vô duyên vô cớ lại thêm 500.000。平白无故。Vô duyên vô cớ. Yêu tua chu, lại thêm, lại lòi ra. Ý xa, yêu tua chu 50万, bỗng dưng lại thêm 500.000. Chờ 200万, wo sang na chào chu. Tôi đi đâu kiếm 2 triệu này đây? Sang na chào chu, đi đâu kiếm đây? Ê, nhìn kìa, sôi 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 lại lại. Ê, gọi tôi một cái tin tốt. 我爸要给我350万，这500万指日可待了。兄弟，我想跟你打个商量。兄弟有像你们这么当的吗？哎，你看，你看，你看，他来劲了，是？怎么了？这是？就是。哎，你这一进门就跟吃了枪药一样，干嘛呀？就是。哎、趁我们意识清醒，你赶紧把话说清了，省得我们死的不明不白的。何小北，哎，走走走，有话慢慢说，有话慢慢说啊。哎，要是我们真做了什么对不起你的事儿。有什么对不住的地方，你说出来，我们绝对跟你赔不是，绝对给你道歉。何小兰在给我未来丈人做特别助理，你们知不知道？知不知道？我无话好说。什么叫无话好说？怎么就会无话好说？有话好好说，别动手动脚。何小兰千方百计地算计我，你们倒好啊！一天到晚的领着我的薪水，还等着看我的笑话。何小北，我一路的栽培你，不是你一句话好说就能了事儿的。军贤，小北也是无可奈何。你也不是一个什么好东西。你一天到晚的跟我称兄道弟，啊，亏我一心还要把公司给你，我怕你时间不够，怕你能力不足。我等你，我等你凑够了钱，把我辛辛苦苦搞起来的公司给你。你呢？你吃什么苦？你除了会吃喝玩乐，你为这个公司付出过什么？小北，别说。干嘛不让我说？你没看见他都要杀人了吗？我告诉你为什么。啊？我没有办法忍受我自己的好兄弟背叛我。都没法形容，我被自己好兄弟从背后捅一刀的感觉。我们没有背叛你，你是我们俩的老板，我们怎么敢背叛你呢？知情不报就是背叛，知道吗？我二姐做什么，我父母都管不了，你期待我三姐夫能做什么？一年365天，一天24小时，我们总不能看着他吧？你们两个人恩怨，你扯到我们局外人身上干嘛？你暴跳如雷冲我们了，我们招谁惹谁了？小北说的没错。二姐向来独来独往，她不卖豪宅跑到雷市去上班，这事儿我们也完全被蒙在鼓里。等我们知道的时候，木已成舟。我没有要求你们有什么作为，就告诉我一声，告诉我一声，有那么困难吗？你让我们怎么开口？不好开口，不好开口，就好意思在我面前装聋作哑？你们知不知道何小楠在雷市企业到底在做什么？他不是雷晴天的特别助理吗？
别处理。何小楠在跟雷青天谈情说爱，他居然在跟雷青天谈恋爱！你说什么？不可能！我告诉你，他居心叵测地照顾我未来丈人，从生活到工作，从国内到欧洲，他一心讨好雷青天，巴结蕾蕾，在他们父女面前装成一副现代好兄弟的温婉形象，就是为了报复我，让我在他面前无法抬头。明白了？明白什么是最毒妇人心了？何小楠就在用最恶毒的手段在报复我，可是他凭什么呀？当初何小楠跟王翔一次又一次地羞辱我的尊严，我有说什么吗？我哑巴吃黄连，我把所有的苦都吞到自己肚子里了。就因为我现在找了一个富家千金，就因为我让天下企业起死回生了，我事业感情一帆风顺，何小楠就能心里不平衡，看着不顺眼来扮演一下复仇者的角色。我请你们拍一拍良心，说一句公道话，站在一个男人的角度，一个公平的立场，告诉我谁才是这场失败婚姻的受害者？说话呀！清官难断家务事儿，你就别为难我了。那我要跟谁找这个公道？我只能做到打破手骂黄狗。你打碎了我牙，我可以往肚子里咽，因为她是我二姐。可其他的，我没法跟你做任何保证。君贤，这忙我们不是不想帮，我们是真的帮不上啊。好，好，这就是我杨俊贤的好兄弟啊，这就是我拿真心交朋友交出来的结果。是你们先不要我的，不要我这个兄弟是吧？何小楠不让我好过，我也没有必要再做一个谦谦君子了。一个星期之内，准备好500万现金办理过户，否则我就让天宇公司关门倒闭。一个月行不行？一个月之内行不行？不好意思，我忘了告诉你了，我没有算利息。一个星期之内，准备好550万摆到我面前，否则大家走着瞧。俊贤，有话好好说。俊贤，我们招谁惹谁了？平白无故又多出50万。哎，一下要多出50万，这200万我上哪儿找去？Các bạn thân mến, video học tiếng Trung qua phim phần 75 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Zaijian.